Tết của chú anh chị. Đem 15 con mình tăng lên này. 40 con hả? 40 con này của chú anh chị. Xin chào chú anh chị đến với Quang Thái Gia Lai. Thì hôm nay Quang Thái sẽ review về báo giá của bộ xịt thuốc nha của chú anh chị. 1HB Amatun biết trong sứ này của chú anh chị. Trong sứ của chú anh chị hả? Ceramic này, biết trong 22mm hả? Đó. Và động cơ là Vikino 5.5 nha của chú anh chị. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Sản xuất theo dây chuyền của Kubota Nhật Bản. Đó, thì nguyên cái bộ như thế này là có giá là 5.3 triệu nghe của chú anh chị. Bên Quang Thái cũng có bán riêng, bán rời nghe của chú anh chị. Đây là Vikino 5.5 này, giá là 3.3 triệu vận chuyển nghe của chú anh chị. 3.3 triệu vận chuyển của chú anh chị. Hàng này là hàng mới 100% hả? Bảo hành 6 tháng của chú anh chị hả? Đó, và cái đầu xịt Amatun 1HB bê tông sứ này giá 1.8 triệu nghe của chú anh chị. Sexy và phụ kiện là 500. Đó, sexy không là 350. Jaguar răng với Vuli là 150 nữa là 500 của chú anh chị. Đó, thì tí nữa Quang Thái sẽ test cho chú anh chị xem. Thì hàng Vikino đây là hàng sản xuất theo công nghệ của Kubota Nhật Bản nha chú anh chị. Hàng dày. Hàng này thì bên Quang Thái bán rất là nhiều, 5.5 này. Đó, trọng lượng này là 15.5 kg thôi. Đó, sản xuất theo dây chuyền của Kubota Nhật Bản nha chú anh chị. Còn đầu Amat này bên Quang Thái bán rất là nhiều luôn, áp rất là mạnh luôn chú anh chị hả. Đó, này là bít tông sướng nha chú anh chị, không có nấm chèm mà bò hả, mà trắng trắng ceramic này. Đó, bít tông 22mm. Giờ thì Quang Thái kéo ra ngoài test cho cô chú anh chị xem nhé. Rồi chú anh chị, ceramic này, bít tông 22mm. Đó, và cái đầu nổ thì Vikino 5.5 nha cô chú anh chị. Đó, giờ mình thay test của chú anh chị xem nhé. Test nha cô chú anh chị. Đây 15 con nha cô chú anh chị. Đây 15 con mình tăng lên này. 40 con hả? 40 con này cô chú anh chị. Gió trừ này, người kia đồng hồ này, đây 15 con hả?